cái này về mình để khoảng cách khoảng bao xa là tốt nhất? Đối với cái màn kia để xa 3 mét này. Màn mét này. Dạ, thường thường 3 mét đến 4 mét trở lại thì đừng xa quá không đẹp. Thì nó phải đó à. Gần quá không lâu được đúng không? Gần quá thì nó nhỏ. Bữa mới xài có mấy cái tiều về sửa hai máy xài hai máy cứ hy vọng là xài liên tục và có tiền nhiều.